Chào các em, chúng ta giải tiếp bài tập ở phần D reading các em nhé. Một nhỏ, put sentences A to H in the right order. Em hãy sắp xếp các câu từ A đến H theo đúng trình tự của nó. Then read them aloud. Sau đó, đọc chúng to lên nhé. The right order is và trật tự đúng của câu là B. Bây giờ chúng ta cùng xem các câu nhé. B là television had its good side. Truyền hình có, side là khía cạnh mặt, có mặt tốt của nó. Bây giờ chúng ta hãy kể những mặt tốt của nó ra nhé. Đó là nó mang tính giáo dục, C, H, educational. Chúng ta chọn C là câu tiếp theo nhé. B rồi đến C. Và câu tiếp theo là It opens up new worlds for children. Nó mở ra new worlds là thế giới mới, những thế giới mới cho trẻ em. Chúng ta viết tiếp là E nhé. Và ở đây cô viết 2, 3 là E. Và ở đây có danh từ là children là trẻ em, nên chúng ta chọn câu F là câu tiếp theo. Là các bạn ấy, they learn about different lands and different people. Các bạn ấy, các em ấy học hỏi về những vùng đất khác nhau và những con người khác nhau. Vì vậy mà câu F là câu thứ tư. Cô gõ vào đây F. D, they also learn how to make things by themselves. Các em ấy cũng học làm thế nào để tạo ra những món đồ by themselves là bằng chính các em ấy, tức là tự làm ra những món đồ. Câu 5 là câu D. Cô viết D vào đây nhé. Và bây giờ chúng ta nói về mặt không tốt của truyền hình. Câu H, however, tuy nhiên, watching too much TV is bad. Xem TV quá nhiều thì tệ, thì xấu. Câu 6 là câu H. Cô gõ H vào đây. Và chúng ta xem nó xấu ở mặt nào nhé. A, it keeps children from taking part in outdoor activities. Keeps tức là nó giữ children, nó giữ, nó làm cho các em nhỏ from taking part, không tham gia vào những hoạt động ở ngoài trời. Nó làm cho các em nhỏ không tham gia những hoạt động ngoài trời. Vậy, câu thứ 7 là câu A. Cô điền A vào đây. Google is bad for their eyes too. Nó cũng xấu cho mắt của họ nữa. Chúng ta phải đặt câu G ở sau câu A, bởi vì câu A nêu ra một điểm không tích cực của việc xem phim và câu G thêm một ý nữa, nên phía sau câu có chữ to các em nhé. Và đây là ý thứ 8. Cô điền vào đây nhé, G. Và bây giờ chúng ta đọc lại đoạn văn này nhé. 1B, television has its good side. Truyền hình có mặt tốt của nó. 2 là C, it's educational. Nó có tính giáo dục. 3 là câu E, it opens up new worlds for children. Nó mở ra thế giới mới cho trẻ em. 4 là F, they learn about different lands and different people. Các em ấy học hỏi về những vùng đất khác nhau và những con người khác nhau. 5 là D, they also learn. Chúng ta phải để câu F ở trước vì câu D có chữ also là cũng. Thì khi thêm ý chúng ta dùng từ cũng này các em nhé. They also learn how to make things by themselves. Các em ấy cũng học cách tự làm đồ đạc. Câu 6 là câu H. Chúng ta chuyển ý. However, tuy nhiên, watching too much TV is bad. Xem TV quá nhiều là không tốt, là xấu. Và ý thứ nhất, lý do mà chúng ta nói nó không tốt. 7A, it keeps children from taking part in outdoor activities. Nó làm cho trẻ em không tham gia những hoạt động ngoài trời.
Và ý tiếp theo của khía cạnh này là 8G. It's bad for the eyes too. Nó cũng không tốt, nó cũng xấu cho mắt của các em ấy. Chúng ta sang bài 2 nhỏ nhé. Read the sentences in one and answer the questions. Em hãy đọc các câu ở bài 1 và trả lời các câu hỏi. Câu 1. Why is television good? Vì sao TV thì tốt? Chúng ta lấy ý đầu tiên là it's educational, nó có tính giáo dục. Và thêm chữ because vào trước nhé, bởi vì nó có tính giáo dục. Because it's educational. Câu 2. What do children learn from TV? Các bạn nhỏ học được điều gì từ TV? Các bạn ấy học về những vùng đất khác nhau và những con người khác nhau. They learn about different lands and different people. Chúng ta viết vào nhé. They learn about different lands and different people. Câu 3. What part of the body does watching too much TV harm? Part là bộ phận, part of the body, bộ phận cơ thể. Bộ phận nào của cơ thể mà việc watching too much TV harm? Harm là làm hại, làm tổn hại, mà việc xem TV quá nhiều làm tổn hại. Đấy là đôi mắt, phải không nào? Và chúng ta trả lời là it's the eyes, đó là đôi mắt. Câu 4. What does watching too much TV keep children from? Là việc xem TV quá nhiều ngăn cản các em nhỏ làm gì? Việc xem TV quá nhiều ngăn cản các em nhỏ tham gia những hoạt động ngoài trời. It keeps children from taking part in outdoor activities. Chúng ta viết vào nhé. It keeps children from taking part in outdoor activities. Câu 5. Do you think television, a wonderful invention, is a good title for this passage? Em có nghĩ rằng tiêu đề TV hoặc là truyền hình, invention là phát minh và wonderful là vĩ đại, tuyệt vời. Truyền hình, một phát minh vĩ đại, is a good title. Title là tiêu đề, là một tiêu đề tốt cho passage, đoạn văn, cho đoạn văn này không? Em có nghĩ rằng tiêu đề truyền hình, một phát minh vĩ đại, một phát minh tuyệt vời là một tiêu đề tốt cho đoạn văn này không? Theo cô là không, tại vì truyền hình không chỉ có mặt tích cực của nó mà nó còn có mặt tiêu cực nữa, nên không thể gọi là một phát minh tuyệt vời, một phát minh vĩ đại được. Nên cô trả lời là no, it isn't nhé. No, it isn't. Chúng ta sang bài 3 nhỏ các em nhé. Read some cool facts about television and take T for true or F for false or NI. NI là viết tắt của no information. Four statements, 1 to 5. Bài này có nghĩa là em hãy đọc một số sự thật thú vị, cool. Chúng ta dịch là ngầu, mát mẻ, thú vị, phải không nào? Về truyền hình và em đánh tích chữ vào chữ T cho câu đúng, chữ F cho câu sai. Và đánh tích vào ô NI này tức là không có thông tin, tức là trong bài không có thông tin, cho những câu khẳng định từ 1 đến 5 nhé. Bây giờ chúng ta hãy xem trước các câu hỏi các em. Câu 1. Philo Farnsworth has 2 children. Ông Farnsworth có 2 đứa con. Chúng ta đọc bài về ông Farnsworth này nhé. Philo Farnsworth, the inventor of television. Philo Farnsworth là
nhà phát minh, inventor là nhà phát minh của truyền hình, của TV, did not allow his children to watch TV, thì không cho phép con của ông ấy xem TV. Ở đây chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi. Và câu 1 là nói rằng ông ấy có hai đứa con, thì đây là thông tin mà chúng ta không biết được, không có ở trong bài. Vì vậy, chúng ta tích vào ô no information and I nhé. Câu 2, when television first started. Khi truyền hình lần đầu bắt đầu, it was not in color, thì nó không có màu sắc, tức là nó chỉ có màu trắng và màu đen thôi. Chúng ta đọc tiếp, early television was in black and white. Những chiếc TV đầu tiên thì có màu đen và trắng. Đây là thông tin đúng, chúng ta tích vào true nhé. Câu số 3, man first walked on the moon 69 years ago. Con người lần đầu tiên đi lên mặt trăng là 69 năm trước. In 1969, vào năm 1969, when man first walked on the moon, khi con người lần đầu tiên đi bộ trên mặt trăng, over 600 million people watched the program, thì hơn 600 triệu người xem chương trình này. Mốc thời gian năm 1969 và 69 năm trước là khác nhau nhé. Nếu tính về thời gian thì sự kiện này xảy ra hơn 150 năm rồi. Nên chúng ta tích vào cột F là sai. Câu 4. A man from Sri Lanka watched TV for 69 hours without stopping. Một người đàn ông từ Sri Lanka đã xem TV trong 69 giờ without mà không có sự ngừng nghỉ, tức là xem 69 giờ mà không nghỉ. In 2005, về năm thì chúng ta hãy tách ra và đọc nhé. 20 là 20 và 5 là năm, năm 2005. In 2005, Suresh Chochim, a man from Sri Lanka, thì Suresh Chochim, một người đàn ông từ Sri Lanka, did a long non-stop TV watching 69 hours, đã thực hiện một cái việc là xem TV non-stop không ngừng nghỉ 69 giờ. Đây là thông tin đúng nhé. Và câu 5, the man in Sri Lanka was watching a comedy. Người đàn ông ở Sri Lanka đang xem một vở hài kịch. Ở đây không có thông tin nên chúng ta tích vào cột and I, no information. Các em ơi, như vậy là phần reading chúng ta đã giải xong rồi. Hẹn gặp lại các em ở video của phần writing. Các em hãy bấm vào link cô đã để ở phần bình luận để mở video giải writing nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giải của cô. Chúc các em luôn mạnh khỏe và học tốt. Chào tạm biệt các em.